Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic sách nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Hắc Bang, Đạo tình của tác giả Trung Ngọc. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. chương 46, Italy. Hết chuyện để nói, Ly Tam thả lỏng tinh thần. Cô từ từ thiếp đi trong lòng tề mặc, thấy Ly Tâm nhắm mắt thở đều đều, tề mặc phất tay ra hiệu đám hồng ưng hạ thấp giọng nói. Tề mặc chỉnh lại tư thế để một khoảng trống trước ngực Ly Tâm, giúp cô có tư thế dễ chịu trong lòng hắn. Sân bay đèn điện sáng trưng, tề mặc ôm Ly Tâm đang ngủ say sưa lên chiếc máy bay tư nhân của hắn. Chiếc máy bay lao vào màn đêm xuyên qua đại dương, tới đích đến tiếp theo của tề mặc. Roma, Italy, đất nước cổ kính ở châu Âu, nơi có bề dày lịch sử và nền văn hóa lâu đời. Ở đất nước này đếm không hết những vị anh hùng, các khu di tích lịch sử. Tất nhiên, đây không phải là điều ly tâm quan tâm. Khi cô mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xe ô tô, đầu óc bỗng cô nổ tung. Italy là đất nước ly tâm quen thuộc đến nỗi cô cảm thấy giật mình thon thót. Tại sao lại đến Italy, ngồi trong chiếc xe Cadillac dài, Ly Tâm không thèm để ý tại sao tề mặc lại thích loại xe này. Cô chừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của hắn. Tề mặc cúi xuống, vừa vuốt tóc Ly Tâm vừa cất giọng lãnh đạm. cô đi theo tôi, sẽ không ai dám làm gì cô. Tề mặc biết rõ Ly Tâm là người tổ chức ăn trộm đang chóc nã có thường. Italy là nơi có lẽ Ly Tâm không muốn đến nhất, cũng là nơi kỵ quý nhất. Vì vậy chẳng cần nói nhiều, tề mặc đưa thẳng Ly Tâm vào trong đôi cánh của hắn tin chắc tổ chức ăn trộm sẽ không dám động đến cô nghe những lời kiêu ngạo của tề mặc ly tâm đột nhiên cảm thấy yên lòng dù sao người ngồi bên cạnh cô cũng là lão đại của tề ra khét tiếng giang hồ nếu hắn không thể bảo vệ cô thì hắn về quê cày ruộng cho xong tề mặc thấy ly tâm im lặng tưởng cô vẫn còn lo lắng hắn cất giọng lạnh lùng với hồng ưng mùi cảnh hủy diệt nó hồng ưng vâng vâng dạ dạ tuy hai người không nói rõ hủy diệt cái gì nhưng ly tâm đi theo tề mặc đã lâu cô lập tức hiểu ý tề mặc ly tâm nắm chặt cánh tay tề mặc đừng đừng tiêu diệt họ tề mặc liếc qua ly tâm cau mày ly tâm trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng những người ở đó đều lớn lên cùng tôi không phải ai cũng đối xử tệ với tôi tôi không muốn vì tôi tất cả bị tiêu diệt tề lão đại những người gây chuyện với tôi tôi sẽ tìm cách tính sổ với họ tôi là người thù dai nhưng người không liên quan gì đến tôi tôi không muốn họ bị liên lụy. Anh không cần giúp tôi ra mặt đâu, chuyện còn con này tôi có thể tự giải quyết. Tề mặc không đáp lời, ly tâm im lặng nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm nay. Anh đừng hủy hoại danh tiếng của tôi có được không, tề lão đại. Chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của ly tâm, tề mặc hừng một tiếng, sau này xảy ra chuyện gì đừng tìm tôi đấy. Vâng, vâng, việc của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không phiền đến lão đại thấy tề mặc nhận lời ly tâm liền mỉm cười mặc dù không có tổ chức ăn trộm số mệnh của cô sẽ khác đi nhưng cô đi theo con đường này tổ chức không hẳn bạc đãi cô không phải tất cả mọi người trong tổ chức đều chờ mặt với cô ly tâm không có tư cách cũng không thù hận đến nỗi phải tiêu diệt cả tổ chức danh tiếng cô thì có danh tiếng gì chứ trên bạch đảo hay hắc đảo lập hộ vừa lái xe vừa tươi cười nhìn ly tâm qua gương chiếu hậu hoàng ưng ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi bất giác nhếch mép cười ly tâm chẳng ở trong giới nào cả thế mà cô nàng còn dám lớn tiếng ly tâm lườm lập hộ dù sao cũng nổi tiếng hơn các anh dù cô không có tên trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo nhưng ít nhiều cô cũng có chút danh tiếng nếu buộc phải nói ly tâm thuộc đạo nào thì cô chọn khôi đạo màu xám không trắng không đen tổng kết mãi mới tìm ra đạo của mình là đạo màu xám ly tâm thấy nhục trí hẳn cô tì tay lên vai tề mặc hắn giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Hành động của tề mặc khiến Ly Tâm có cảm giác cô giống như con mèo bị hắn vuốt ve. Ly Tâm nói lãnh đạm, tôi không phải là sùng vật. Tôi cũng không nuôi sùng vật, tề mặc đáp lạnh lùng. Cái thứ động vật toàn thân đầy lông lá được gọi là sùng vật đó hắn cũng không có hứng thú nuôi dưỡng. ngẩng đầu nhìn sắc mặt không hài lòng của tề mặc, Ly Tâm liền than thầm. Cô đã sai rồi, tề mặc đến con người còn không muốn nuôi chứ nói gì sùng vật. Ly Tâm liền đổi sang đề tài khác, lão đại, chúng ta đi đâu đây? Mafia, gì cơ, ba chữ thốt ra từ miệng từ mặc khiến Ly Tâm giật bắn người. Cô mở to mắt nhìn hắn, ba chữ đó có thể nói bằng một ngữ khi bình thản sao? Chứng kiến bộ giảng kinh hoàng của Ly Tâm, tề mặc cau mày, đừng làm ra vẻ như gặp ma thế, khiến tôi mất mặt quá. Ly Tâm chớp chớp mắt, Hoàng ưng ngồi trước lắc đầu, mafia thôi mà, có đáng để cô kinh ngạc thế không? chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức mà thôi. Ánh mắt Tề Mặc lóe một tia tức giận, giống như bộ dạng kinh ngạc của Ly Tâm khiến hắn thấy mất mặt. Trong khi đó, câu nói của Hoàng Ưng thoải mái như chẳng có gì quan trọng. Ly Tâm nhăn mặt, lẽ nào mafia không đáng ngạc nhiên, là cô đã đánh giá cao đối phương hay đánh giá quá thấp Tề Mặc. Bọn họ tuy có thế lực rất lớn nhưng cũng chỉ là một sự tồn tại mà thôi. Có lẽ cô không biết, trong giới hắc đạo có nhiều thế lực mỗi thế lực có chỗ đứng và đầu mục riêng. Nhưng thông thường, nhà buôn bán vũ khí là lão đại của các thế lực. Tề ra chúng tôi lại là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu. Hồng ưng lúc này mới lên tiếng giải thích cho Ly Tâm rõ. Ly Tâm biết tề mặc là lão đại hào môn đứng nhất nhì trên hắc đạo. Có điều, cô không ngờ vị trí của tề mặc lại cao đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói hắc đạo có quy luật này. Ly Tâm cười hì hì với tề mặc, có phải do các anh sản xuất vũ khí, thấy ai không vừa mắt liền hủy diệt họ nên mới có thế lực và danh tiếng lớn như vậy? Hoàng ưng và lập hộ nghe xong cười ha hả hồng ưng cũng mỉm cười lắc đầu, ly tâm liền quay sang tề mặc. Đôi mắt tề mặc lộ rõ tia vui vẻ, hắn chậm rãi mở miệng, có thể nói như vậy. Ly tâm huyết một tiếng sáo, hống hách thật đấy. Hồng ưng thấy ly tâm dễ dàng tin lời, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Tề mặc ôm ngang người ly tâm, vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng nở nụ cười hiếm thấy. Đi theo tề mặc bao nhiêu năm, Hồng ưng chưa bao giờ thấy tề mặc cười tươi như vậy, ly tâm quả nhiên có bản lĩnh hơn người. chương 47, Mafia Hồng ưng mỉm cười giải thích, cô tưởng chúng tôi là kẻ thống trị trên địa cầu này chắc. Thấy ai không vừa ý là tiêu diệt người đó. Nếu tôi không hài lòng người lãnh đạo một đất nước nào, tôi sẽ dùng vũ khí loại trừ ông ta. Cô đừng nghĩ như vậy rồi sau này gây chuyện đấy. Hồng ưng vừa dứt lời, lập hộ và hoàng ưng liền cười ha ha. Ly tâm trợn mắt nhìn tề mặc, tề mặc nói chậm rãi, nếu chướng mắt tôi, dù hắn là người đứng đầu một nước nào đó, tôi cũng giải quyết hắn. Ly tâm hết nói nổi, với tính cách của tề mặc, có người gây chuyện với hắn, hắn dám tiêu diệt người đó lắm chứ. Ly tâm hiểu ý của Hồng ưng, tề mặc là lão đại, hắn muốn làm gì thì làm. Còn cô chỉ là tài xế kiêm đầy tớ của lão đại, dù tức giận cũng không có bản lĩnh hủy diệt người khác vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi mafia ý là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng trên thế giới lúc này ly tâm đi theo tề mặc tới một tòa lâu đài nguy nga tòa lâu đài toát ra không khí nho nhã uy nghiêm lâu rồi không gặp tề vừa đến cửa lâu đài một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tươi cười bước ra chào đón người đàn ông trông đẹp trai vô cùng Tề mặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi người ông giang rộng hai cánh tay đến bên hắn, treo en. Giọng nói hắn lãnh đảm, chứa hàm ý cảnh cáo. Treo en lúc này ở ngay trước mặt tề mặc, nhún vai nói với vẻ không hài lòng, tề chẳng có tình người gì cả. Bạn bè lâu rồi không gặp mà không nhiệt tình chút nào. Nghe câu này, ly tâm bất giác nhíu mày, tề mặc cũng có bạn, đây là chuyện quá bất bình thường. Cô liền đưa mắt quan sát người đàn ông tên Treo en treo en ngay từ đầu đã phát hiện ra cô gái đi cùng tề mặc lúc này anh ta nhìn ly tâm bằng ánh mắt hiếu kỳ treo en liếc qua tề mặc rồi đi về phía ly tâm người đẹp ở đâu ra vậy vừa nói anh ta vừa giơ hai tay chuẩn bị ôm ly tâm theo phép lịch sự thấy treo en có vẻ nhiệt tình gương mặt lại rất đẹp trai ly tâm cũng giơ tay định đáp lễ anh ta tề mặc thấy vậy tối sầm mặt kéo mạnh ly tâm về bên mình rồi đi thẳng vào trong tòa lâu đài Ly Tâm đã quen với cử chỉ này của tề mặc, cô liền bước theo hắn mà không có bất cứ phản ứng nào. Hành động của tề mặc khiến Treo En vô cùng kinh ngạc, anh ta sướng sờ nhìn tề mặc ôm eo Ly Tâm bước đi. Quay sang Hồng ưng vừa đi tới, Treo En hỏi nhỏ tôi có phải bị hoa mắt không? Hồng ưng mỉm cười, uân lão đại, thị lực của anh rất tốt. Vừa nói, Hồng ưng cùng Hoàng ưng đi theo tề mặc. Treo En đứng ở cửa lâu đài nhìn theo bóng tề mặc một lúc mới định thần trở lại anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lắc đầu lẩm bẩm, dù đao kiếm bay từ trên trời xuống cũng không kinh ngạc bằng cảnh mình vừa nhìn thấy. Oh my god, ngồi ở phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, ly tâm chăm chú quan sát treoen Anh ta cũng không rời mắt khỏi cô, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lão đại của mafia Italy vang danh thiên hạ lại là một người đàn ông đẹp trai nhiệt tình, trông có vẻ giống playboy hơn. Thế đạo hình như thay đổi rồi, anh chàng treo en này không hề giống lão đại hắc bang, đúng là chẳng có sức thuyết phục một chút nào. Treo en, tôi không bận tâm đến việc móc mắt anh đâu đấy. Thấy treo en cứ nhìn ly tâm mãi, tề mặc lên tiếng cảnh cáo. Treo en cười ha hả rồi đào mắt về phía tề mặc, anh ta tựa người vào ghế sofa một cách thoải mái, tề, cô gái nhỏ của anh cũng đang nhìn tôi đấy. Bàn tay tề mặc ôm eo ly tâm lập tức siết mạnh. Ly tâm liền quay sang tề mặc, Tề mặc cất giọng vô cảm, cô ấy nghi ngờ thân phận của anh. Không cần nhìn, tề mặc cũng biết ánh mắt ly tâm quan sát Cheo En có ý nghĩa như thế nào. Cheo En lạnh lùng trừng mắt với tề mặc tề, chỉ có anh mới dám nói thẳng như vậy. Cheo En có diện mạo tuấn tú dịu dàng, trông giống một công tử nhà giàu điển hình và hoàn toàn không có khí chất của chùm hắc bang. Nói anh ta là công tử giàu có chắc ai cũng sẽ tin. Nếu nói anh ta là lão đại của tổ chức Mafia Italy thì 10 người nghe đến 11 người sẽ không tin. Tất nhiên là đối với những người biết rõ lai lịch của Cheo En như đám tề mặc, Cheo En không phải là loài cừu hiền lành mà là loài sói thâm hiểm và tàn độc nhất. Do đó khi nghe tề mặc giải thích, Cheo En không tỏ ra tức giận, mà nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt thách thức. Ly Tâm thấy vậy liền nhíu mày, không lên tiếng cũng không thèm để ý đến Cheo En. Cô vừa quan sát phòng khách bài trí sang trọng vừa nhấm nháp bánh ngọt và hoa quả trên bàn. Đói chết đi được đi từ Đông Nam Á đến châu Âu không được ăn uống tử tế, bụng ly tâm kêu gào từ lâu. Ăn uống quan trọng hơn ông trời, ai thèm để ý cầu hay sói ở trước mặt. Thấy ly tâm không để ý đến mình mà chỉ tập trung ăn đồ của cô, thần sắc bình thường như không thể bình thường hơn, giống như cô đang ở vườn hoa sau nhà, treo en hơi cao mày. Ly tâm đúng là to gan thật, đát là lần đầu tiên treo en gặp người tùy ý như vậy ở trên lãnh địa của anh ta. Tề mặc buông tay khỏi người ly tâm, để mặc ly tâm ăn bánh và hoa quả đồ ăn này không có hại cho sức khỏe ăn nhiều một chút cũng không sao tề mặc quay sang Che en cất giọng lạnh lùng có chuyện gì gọi tôi đến đây anh không thể xử lý việc treo en không thể giải quyết có thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào ánh mắt Che en lộ vẻ khác lạ khi thấy tề mặc đi thẳng vào vấn đề ngay trước mặt ly tâm anh ta trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ cát không phải không thể xử lý mà là tôi không tiện ra mặt Tề mặc im lặng đợi Treo En nói tiếp. Treo En hắng một tiếng, ba ngày trước, lô vũ khi chúng tôi chuẩn bị đưa đi Trung Đông xảy ra chuyện, bị người khác cháo đổi. Hiện tại, phía Trung Đông đang cần gấp, mà trong kho của tôi bây giờ chỉ còn lại hàng loại hai. Tề mặc trầm ngâm tựa người vào ghế sofa, vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay. Hắn chậm rãi nhà từng chữ một, là người nào? v i Si Me Đâm, cũng chính là mẫu thân đại nhân của tôi, Treo En nhếch mép cười hắn nói với tề mặc bằng một ngữ điệu vô cùng băng giá, trong ngày hôm nay, chúng tôi buộc phải xuất hàng đi Trung Đông. Lô hàng trước đó tôi hoàn toàn không có manh mối, mẹ tôi làm vụ này tương đối đẹp. mươi 48, Hợp tác. Hồng ưng, Hoàng ưng và Lập Hộ đứng sau tề mặc đưa mắt nhìn nhau. Cheo và mẹ của anh ta là fei đều có thế lực tương đương trong giới mafia. Việc hai người thủy hỏa không hợp chẳng còn là điều bí mật trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, Feiyuxi thực sự ngu muội khi động đến tề ra. Cheo En cất giọng đều đều nói rõ tình hình. Tề mặc ngồi im lặng, thỉnh thoảng hắn gõ gõ ngón tay lên ly rượu. Cheo En hợp tác với tề mặc nhiều năm, biết động tác này có nghĩa tề mặc đang tức giận. Một khi tề mặc tức giận, đối phương bất kể là ai đều không được yên lành. Lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất, Cheo En vội lên tiếng tề, anh hãy phụ trách giải quyết. Anh cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho anh toàn bộ lợi nhuận của chuyến hàng này cũng sẽ thuộc về anh. Cheo En có bước nhượng bộ lớn, anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này, đồng nghĩa với việc tề mặc không phải sử dụng người của hắn. Trong khi đó, trị giá lô hàng giao dịch với Trung Đông là vô cùng lớn, lợi nhuận có thể nói là trên trời, mua đất mấy quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng không thành vấn đề. Nghe Cheo En tự nguyện nhượng bộ, Hồng ưng nhíu mày im lặng quan sát Cheo En. Anh muốn tôi giúp anh trừ khử phê UC. Tề mặc cất giọng lạnh lùng, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Treo en nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn. Không, tôi nhường hết lợi nhuận của tôi chỉ với mục đích muốn xin lỗi Tề. Còn phê yêu si động đến lão đại Tề ra, là bà ấy phạm sai lầm nghiêm trọng. Tề, tôi nghĩ một tổ chức mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn. Mặc dù Treo en không nói rõ nhưng ý tứ của anh ta ai nghe cũng hiểu. Ly Tâm đang mài nhét đồ ăn vào bụng cũng cúi đầu bĩu môi thừa nhận, người đàn ông này thâm hiểm thật. Hàng xuất đi chưa, tề mặc dường như không bận tâm lắm đến vấn đề phê yêu si. Treo gật đầu, hàng xuất sáng nay, mất khoảng 10 ngày mới đến Trung Đông. Tề mặc trầm ngâm một lúc rồi ôm Ly Tâm đứng dậy, tôi cần biết mọi tin tức về phê yêu si. Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất, còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nói xong, tề mặc liền quay người đi ra ngoài. Treo en mỉm cười, cất cao giọng trả lời, biết rồi, tề. Ra khỏi phòng khách, đám tề mặc đi thẳng về phòng nghỉ sang trọng treo en đã chuẩn bị từ trước. Lý tâm liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của treo en, cô lại đảo mắt về phía tề mặc. Muốn nói gì thì nói đi, thấy bộ dạng ngập ngừng của ly tâm, tề mặc liền mở miệng. Ly tâm bóp chán, tại sao anh lại giúp treo en? Một băng đảng mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt. Ly tâm vừa dứt lời, đám hồng ưng, Hoàng ưng liền quay về phía cô. Ly Tâm nhún vai, thôi, coi như tôi chưa nói gì. Nói xong cô đi theo tề mặc về phòng của hắn, cũng là phòng của cô. Mặc dù không phải là người của hắc đạo nhưng Ly Tâm hiểu rõ, bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm, một khi thống nhất sẽ trở thành sự uy hiếp lớn. Ly Tâm biết điều này do cô thích nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Người ngồi ở vị trí cao như tề mặc phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng bây giờ chỉ là đối tác, sau này đôi cánh cứng lên rất có thể trở thành địch thủ. Vậy mà thái độ của tề mặc có vẻ quyết đoán, ly tâm không phải có ý nhắc nhở tề mặc, mà cô hiếu kỳ, muốn biết tại sao tề mặc lại đồng ý giúp Cheo hen. Căn phòng ngủ của ly tâm được bài trí theo phong cách lãng mạn của Italy. Ly tâm bất giác nhíu mày, có thể thấy phong cách này ngay tại hang ổ của mafia, nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, ở trên chiếc bàn xa hoa đặt một khẩu súng, Khiến Ly Tâm nhìn ngay ra mùi vị của nơi này. Cô có thể phân biệt súng thật hay giả. Dùng súng làm vật trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của mafia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, Ly Tâm lên chiếc giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi có dịp tề mặc không bắt cô hầu hạ, cô phải tranh thủ ngủ cho đã. Ôi, Ly Tâm trong giấc mơ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nhúc nhích, giống như bị một ngọn núi đè lên người. Ly Tâm nửa tỉnh nửa mê hé mắt cô bị tề mặc ôm chặt đi ngủ quen rồi, kiểu này ngoài tề mặc không còn ai khác, ôi nặng quá. Tề mặc nằm gối đầu bên cạnh mặt ly tâm, một cánh tay hắn vắt ngang qua ngực cô, chân hắn đè lên hai đùi ly tâm. Ly tâm lườm tề mặc, cô trở thành gối ôm của hắn, không được tự do động đậy, thân phận quả là đáng thương. Ly tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai cô, treo en và tôi quen nhau từ lúc 11 tuổi anh ta là đại thiếu gia của mafia, còn tôi là con riêng của tề gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố. Trong nhiều năm nay, Treo En từng cứu mạng tôi, cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay, Treo En có công không nhỏ. Ly Tâm lập tức mở to mắt, quay sang nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của tề mặc. Hắn đang nhắm mắt như vừa rồi không phải hắn mở miệng. Chỉ bằng vài câu đơn giản, tề mặc thú nhận mối quan hệ giữa hắn và Treo En, đồng thời cho biết lý do tại sao hắn lại giúp che Wen. Hắn vừa giải thích với cô sao? Lý Tâm chớp chớp mắt quan sát Tề Mặc. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ là con riêng, con riêng của Tề gia sao có thể ngồi lên vị trí cao nhất? Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn giỏi như gang thép của Tề Mặc, Lý Tâm đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình đến như vậy. Trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm như Tề gia muốn đứng trên cao phải trả một cái giá người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Với thân phận của tề mặc, hắn càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác. Ly tâm không khỏi cảm thán trong lòng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở sau lưng tề mặc. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen kịt. Bụng Ly Tâm đột nhiên kêu ủng ục, Ly Tâm lập tức cảm thấy cô đói sắp chết đến nơi. Ly Tâm lay người tề mặc, tôi đói quá. Không có động tính, Ly Tâm nhíu mày, động đẩy chân tay định đẩy tề mặc ra nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích. Ly Tâm gồng hết sức mình nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cô liền cất lớn tiếng với một giọng đầy bất mãn, tôi đói rồi, muốn ăn cơm. chương 49, dịp tự do hiếm có. Đã qua giờ ăn rồi, tề mặc cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Ly Tâm bất mãn càng giãy giụa mạnh, bị tề mặc cảnh cáo đừng động đẩy hắn khóa người ly tâm trong đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Ly tâm phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như vẫn vô hiệu, cô lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy tề mặc nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, ly tâm than thầm trong lòng, số cô đen đuổi gặp phải tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, tề mặc không phải là ma vương mà là châu phát bì, kẻ bóc lột sức lao động nhân dân còn không cho ăn uống tử tế, PS, Châu Phát Bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình. Ly Tâm dần thiếp đi trong cơn đói bụng, lúc tỉnh lại, Ly Tâm cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng. Ly Tâm liền ngồi dậy, bên ngoài, trời vẫn còn tối, tề mặc đã không thấy bóng dáng từ lâu. Kể từ khi gặp tề mặc, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cô vẫn đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt ở bên cạnh giường, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Đây là gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Ly Tâm vừa ra khỏi phòng, gặp Cheo En vừa vặn đi tới. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ cô gái xinh đẹp, tỉnh rồi à? Mới sáng sớm đã gặp Mỹ Nam, tuy Ly Tâm không phải sắc nữ nhưng người đẹp ai chẳng thích, cô liền gật đầu với Treo En, lẽ nào anh không nhìn ra sao? Cheo En mỉm cười, giơ tay làm động tác mời Ly Tâm, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp tôi tên là ly tâm ly tâm không thích treo en gọi cô là cô gái xinh đẹp thấy ly tâm đi thẳng về phía nhà ăn mà không để ý đến mình treo en hơi nhếch mép rất hiếm có người phụ nữ không động lòng trước diện mạo của anh ta tề lão đại đi đâu rồi nhìn bát tổ yến trước mặt ly tâm nhăn nhó hỏi treo en treo en cười cười hôm qua cô cũng có mặt còn gì lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng sao Câu trả lời của Cheo En nằm trong định liệu cũng nằm ngoài dự tính của Ly Tâm. Ly Tâm biết đám tề mặc đi tìm Lô Vũ khi bị đánh cháo. Nhưng cô thấy lạ là tề mặc không đưa cô đi theo. Phê không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cô mới bị thương cách đây không lâu. Ở lại đây sẽ tốt hơn. Ly Tâm, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cô. Cô muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Cheo En, Ly Tâm nửa vực nửa ngờ ý của anh là mấy ngày này tề lão đại không ở đây tôi cũng không cần đi theo anh ta thấy bộ dạng nghiêm túc của ly tâm treo en cười cười gật đầu tất nhiên cô được tự do mấy trong mấy ngày tốt quá tôi muốn đi thăm hắc lao ly tâm lập tức đưa ra đề xuất treo en nhìn ly tâm bằng ánh mắt khó hiểu cô đi hắc lao làm gì nơi đó có gì đáng xem chứ hắc lao là trại tập trung của mafia anh hãy nói cho tôi biết anh có đưa tôi đi hay không ly tâm cao mày. Tề mặc nắm được điểm yếu của cô nên cô buộc phải nghe lời hắn. Người khác còn lâu ly tâm mới nể mặt. Không đưa, thấy thái độ của ly tâm có vẻ kiên quyết, treo en lập tức đáp lời. Trải tập trung nằm ở tận châu Phi, đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm gì. Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết. Ly tâm nhíu mày, ok, thế còn nơi nào không được phép đi, anh nói rõ một lần cho tôi biết. Cô không ăn sáng hả? Tôi nhớ có người nửa đêm nửa hôm còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy. Treo en nhìn ly tâm bằng ánh mắt mở ám. Ly tâm lườm treo en, con người này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại gì mà nhiều chuyện thế không biết, tề mặc vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết. Ly tâm liền đứng dậy, anh không phải là tề mặc, anh không quản nổi tôi. Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài. Bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari mui trần màu bạc, loại xe Ly Tâm thích nhất. Thấy Cheo En ngồi ở ghế lái, Ly Tâm không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó, cô ngồi vào vị trí lái xe, nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió. Kỹ thuật không tồi, Cheo En huýt sáo tán thưởng khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số 200. Mái tóc dài của Ly Tâm bay bay trong gió trông rất cuốn hút. Vậy sao? Ly Tâm vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những xe ô tô khác đang lao nhanh trên đường. Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc độ rượt đuổi xe của Ly Tâm. Muốn đua với tôi hả? Ly Tâm phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Ly Tâm lượn xe như cá bơi lội. Cô Linh hoạt lãng bên này, lách bên kia, để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh gấp xe. Nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa, Ly Tâm hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe và hét lớn, quá đã. Bị tề mặc đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Ly Tâm mới có dịp xả hơi. Cô đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều hoàn hảo. Tuyệt, tuyệt quá, treo en nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe cất giọng thán thưởng Ly Tâm. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém, kỹ thuật lái xe của cô gái bên cạnh thật đáng khâm phục. Quá khen, Ly Tâm phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc lái xe xuống một con đường nhỏ thấy ly tâm không hề tỏ ra do dự treo en bất giác nhíu mày xem ra cô chẳng cần tôi làm hướng dẫn hình như cô còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi tất nhiên rồi sống ở nơi này mười mấy năm ly tâm tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện nhưng cô tìm hiểu không ít về thành phố này ly tâm rẽ trái rẽ phải vài lượt rồi đi về một bên phố và đỗ xe quen thuộc đến mức như cô đang trên đường về nhà treo en thấy vậy không nói một lời chỉ tươi cười đi theo Ly Tâm. Ly Tâm dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cô mua một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình 32 đồng, trên in hình đầu lâu đáng sợ. Ly Tâm còn chọn một chiếc quần jean có giá 50 đồng trên trang trí đầy dây xích hầm hố và một đôi giày rách giá 18 đồng. Chứng tiến bộ dạng của Ly Tâm sau khi thay đồ, Cheo N cười không nổi mà khóc cũng không xong. Cheo N từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh ly tâm với phong cách thời trang cái bang tạo thành hình ảnh tương phản đặc biệt. chương 50, ai hống hách hơn? Đây chính là phong cách của cô, nhìn cách ăn mặc khác người của ly tâm, treo en bất xác sở chán. Mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn, tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn chứ? Ly Tâm không tỏ ra tức giận trước ánh mắt đánh giá của Cheo En. Nếu cô ăn diện đồ tầm thường ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, cô sẽ không bị dính đến tên ma vương tề mặc. Con người đừng nên tỏ ra đặc biệt thì hơn, đáng tiếc là cô hiểu đạo lý này quá muộn. Ly tâm than thầm trong lòng, không để ý đến treo en cứ thế đi về phía trước. Treo en nhìn ly tâm bằng ánh mắt đầy hứng thú, người phụ nữ này rất thu hút, dù cô hình như không nhận ra điều đó. Khoác lên người bộ đồ hầm hố, từ cô toát ra vẻ tự nhiên tùy ý, mang lại cảm giác dù cô mặc đồ sang trọng hay rách dưới, bản thân cô cũng không hề bị ảnh hưởng đây là lần đầu tiên treo en gặp người như ly tâm đáng tiếc cô là người phụ nữ bị tề mặc để ý nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa ly tâm đi dạo một vòng treo en cất bước theo cô hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh ly tâm vốn là người thích làm theo ý mình không bao giờ bận tâm người khác nghĩ thế nào về cô còn treo en sinh ra đã ngồi ở vị trí trên cao miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu vì vậy, hai người với hai phong cách trái ngược nhau cùng sánh bước trên đường phố, thu hút mọi sự chú ý của người qua lại. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là con trai yêu quý của tôi. Cheo en, đây là sở thích của anh sao? Con bé tầm thường thế này cũng lọt vào mắt anh. Ly Tâm và Cheo en đang thong dong dạo phố, một chiếc xe con phanh gấp bên cạnh họ. Một người phụ nữ cao quý xuống xe vừa cất giọng lạnh lùng với Cheo en, vừa nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt miệt thị. Cheo en lập tức dừng lại, mỉm cười với Fei Si. tôi còn tưởng là người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác. Không ngờ đó lại là mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi. Không biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào. Fei Si vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt bà ta lộ vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi mở miệng, vậy sao? Có lẽ do lo lắng đến tiền đồ của anh quá nên tôi mới trở nên lắm lời. Cheo en bật cười ha ha. Mẫu thân đại nhân cũng thừa nhận bản thân già rồi hay sao Nếu đã vậy mẫu thân cần gì phải xông pha nữa Chỉ bằng lui về nghỉ ngơi đi Chứng kiến cảnh mẹ con Fei Yuci và Cheo En Tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng lời nói đầy mùi thuốc súng Ly Tâm đứng dựa vào cửa sổ kính Nhàn nhã xem màn kịch hay Con trai thân yêu của tôi Nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức Không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ này hay không Fei Yuci mỉm cười nhìn Cheo En vờ như không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta, Cheoan thong thả đáp lời, phiền phức ư? Sao tôi không biết tôi gặp phiền phức gì nhỉ? Mẫu thân đại nhân nghe ai nói vậy? Tôi còn không biết bà đã biết chuyện này là thật đấy. Vừa chứng kiến cảnh mẹ con Cheoan công kích nhau, Ly Tâm vừa liếc qua chiếc xe màu đen đỗ ở bên cạnh. Chiếc xe sang trọng đã được cải tạo lại, lớp cửa kính chống đạn khá dày, lốp xe đặc chế. đúng là xe của gia tộc hắc đạo nổi tiếng có khác trang bị toàn đồ tốt. Thông qua cửa xe đang mở ở đằng sau phê Ly Tâm thấy một người đàn ông mặc cầm plit màu trắng ngả ngồi trong xe. Mặc dù Ly Tâm không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng chỉ qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới. Người này gõ gõ ngón tay dài lên đùi, động tác chậm rãi rất có khí chất. Ly Tâm cảm thấy hiếu kỳ, cô từ từ dịch người về phía Fei Có con trai lớn như Cheo En nhưng Fei trông vẫn rất trẻ trung, có thể nói bà ta biết giữ sắc đẹp người ngồi trong xe chắc là đồng bọn của bà ta phải xem là ai mới được ly tâm càng đến gần người ngồi trong xe càng lộ rõ ly tâm đã nhìn thấy cổ đối phương cô mím môi định bước thêm một bước nữa đúng lúc này không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ giống lưu manh chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước ly tâm vừa giơ chân một tên đang chạy đâm sầm vào cô ly tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe căn bản không để ý đến xung quanh. Bị một tên lưu manh đụng chúng, cô mất thăng thẳng ngã xuống đất. Treo en đứng bên cạnh phản ứng nhanh giơ tay ra đỡ. Ai ngờ chưa kịp túm lấy ly tâm, anh ta liền rụt tay lại. Ly tâm ngồi phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm gì vậy? Ly tâm tức giận khi thấy treo en không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào đột nhiên rút tay lại để mặc cô bị ngã. Cheo en mỉm cười nhìn ly tâm không phải anh ta không muốn giúp cô mà anh ta biết tính tề mặc. Tề mặc rất nóng tính và đáng sợ, khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc đàn bà, nếu hắn biết anh ta động đến ly tâm, hắn sẽ lột ra anh ta mất. Trời với tề mặc bao năm, treo en khá hiểu tề mặc. Tình huống vừa rồi, để ly tâm ngã là quyết định sáng suốt nhất. Tề mặc sẽ không vì chuyện còn con này tìm đến anh ta. Con bé đáng chết, cô muốn chết phải không? Phê giận dữ nhìn ly tâm còn chưa kịp đứng dậy. Lý Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Lý Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Fei Yuxi. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt đúng váy của Fei Yuxi, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Fei Yuxi, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Lý Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe ô tô. Ngồi dưới đất, Ly Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Ly Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể rời mắt. Ly Tâm nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Ly Tâm liền quay đầu lại, phê yêu đang dẫm mảnh gót giày của bà ta lên tay cô. Ly Tâm xa sầm mặt, nắm chặt gót giày của phê yêu giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng bịch, si bị ly tâm kéo chân ngã bổ nhào xuống đất. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn